Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Fun ZDF mà mình đã quay trở lại đây sau khi đã thu hết tiền trên con chơi vô mấy cái Bitcoin này kia là bán hết rồi ha. Đèo tiền. Nhưng mình sẽ quay trở lại. Thì trong cái series này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái framework nó cũng khá là ngon nghẻ. Đáng lẽ là mình làm rất là từ rất là lâu rồi. Mà bây giờ mình mới mới làm. Đó chính là framework Fiber ha. Thì Fiber này là một cái web framework mà được dựa trên cái Express framework ở bên Node.js á, và xây dựng ở trên cái Fast HTTP, một cái HTTP engine của thằng Go ha. Đây, và được phát triển và được thiết kế là để phát triển những cái rất là phát triển nhanh và với cái zero memory allocation với bộ của mình, nghĩa là bộ của mình nó tốt ha. Thì đại khái đó là giới thiệu của Fiber. Thì tiếp theo nữa là mình muốn giới thiệu sơ các bạn về cái benchmark của nó. Hiện nay trên trang 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 những cái thúc nó cũng có giới thiệu về cái benchmark của Fiber. Thì đầu tiên là mình sẽ xem về cái allocation ha. Cái này là sự cấp phát, cái nghĩa là cấp phát nguồn nhớ, cấp phát đấy. Thì cái con số này nó càng thấp càng tốt, thì các bạn có thể thấy được cái con số của fiber nó nằm ở đây, cái cột fiber nằm ở đây rất là thấp đúng không, nó so với những cái framework mà mình đã từng giới thiệu trước đây như là echo nè, echo nó cột rất là cao nè, ego cũng cao nè. Rà và cái số một cái framework cũng nổi tiếng nữa là gin gin thì nó cũng cao nè, fiber rất thấp, chứng tỏ là cái framework này nó xịn hơn ha. Đại khái vậy đi. Ok. Rồi tiếp theo là cái processing time hay là cái bitline. Thì cái này nó cái bitline này có nghĩa là cái số request trên 1 giây á, nó đo số request trên 1 giây nè, đây nè, request trên giây đây nè đó. Thì số này tất nhiên là một khi mà bạn dựng cái server thì nó phải xử lý được càng nhiều càng tốt rồi đúng không. Thì so với echo, đây là fiber cột dựng đứng như nè đó, echo nằm ở đây, bigo nằm ở đây, hai hàng sàn sàn nhau ha, gin cũng ở dưới chân ha. Thì nó thành fiber này hơn rất là nhiều lần. Mấy thằng kia thì tầm xấp xỉ đâu 50.000 đúng không, còn thằng này nó lên tới 35.000, 350.000 đúng không, thì đến đâu đó hình như 7 lần đúng không, rất là xịn sò cái thông số bên mắt này đó. Thì sơ sơ lược qua thì nó là cái gì đó, nó switch từ cái Node.js. Và nó được inspire bởi cái Express ha. Nghĩa là nó, cái những cái cú pháp sử dụng của nó chắc mình nghĩ là nó sẽ tương tự với thằng Express bên Node.js. Mình thì mình không có làm Node.js nên mình không biết. Nani? Mà mình đoán là vậy ha. Chắc là các bạn nào đã từng bên Node rồi, làm Node.js rồi thì thấy mấy cái này nó cũng sẽ dễ thôi. Rồi, đó là sơ lược về cái Fiber này. Cái framework, web framework Fiber này. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô mình thử làm cái whistack demo này thử xem như thế nào nha. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ bỏ qua mấy cái việc mình setup Go như thế nào, rồi đường dẫn Go path, rồi project nằm ở đâu, mấy cái đó là mình đã có một những cái video khác rồi. Bây giờ mình chỉ bắt đầu vô là mình code luôn thôi. Đầu tiên là main.go ha, mình sẽ có bucket main. Trong bucket main này thì mình sẽ có function main. Rồi. Cái việc đầu tiên khi mà các bạn làm việc á thì các bạn sẽ gọi là go mod init từ cái go version 1.11 hay 1.10 hay 1.12 gì đó không nhớ nữa, đại khái là từ
mấy cái version sau này á, thì các project của bạn bắt buộc phải sử dụng GoModule, thì nhảy vô cái là bạn gọi GoMod Init liền, nó tạo cho bạn cái file GoModule rồi đó. Rồi từ cái file từ đây tiếp tục sao, tiếp tục là mình sẽ cài đặt cái framework Fiber bằng cách là mình đây, go get to ha, dễ ở mình phóng to to ra cho các bạn thấy, dễ thấy nè. Rồi go get to go. Ui, ui, sao rung đã rồi, chạy đi. Đấy, nó đào về, đào cái module này về, và trong cái file module của các bạn bây giờ nó đã có một đống cái dependency ha. Ở đây, đây là GoFiber V2 đã. Rồi sau đó thì sao, hãy coi mình cứ làm theo cái hướng dẫn của anh này thôi, mình đâu có làm cái gì mới hơn đâu, đúng không? Cách để mình tìm hiểu cái framework là vậy, mình cứ vô document có gì là mình vậy là mình hiểu liền. Đây đây là cái cú pháp của để xây dựng một cái để chạy một cái demo của cái fiber lên. Rồi thì app sẽ bằng new fiber, sau đó thêm cái function và xong rồi listen trên cái board. Rồi mình cũng bắt chước thôi, app chấm sẽ bằng đúng không, fiber chấm new. Ok rồi, nó không biết fiber là gì thì mình import đúng không, đây import go fiber. Rồi rồi sau đó thì sao, này là mình tạo ra một cái app rồi đúng không, thì cái app này nó sẽ listen trên cái board localhost 3000 thì giống như demo quá, không thích 2999 rồi, được chưa, đúng không vậy, app.listen trên cái board đúng không ạ. À, nó lỗi à, listen chứ không phải listen đó, sai chính tả bị bả. Rồi tiếp theo là cái này là nó đã coi như là chạy lên một cái HTTP server đúng không, cái web web server ở trên cái để lắng nghe cái bọt 2999. Rồi vậy thì trên con server mình nó phải có một cái batch, cái request gì đó rồi tới rồi nhận request, xử lý request chứ đúng không? Thì ví dụ như đây mình sẽ có là get đúng chưa? Thằng get này có gì? Đang đọc nè. Get thì sẽ có là cái path, là cái đường được dẫn tới cái API đó, và một cái handler function. Handler function là một cái function đầu vào của nó sẽ là một cái fiber context trả về cái arrow hả, bữa này nó trả về cái router. Rồi ok mình cứ vậy mà mình chiết thôi, ví dụ như cái này là xịt vậy thôi đúng không. Rồi đây là một cái function, function này nó sử dụng fiber test đúng không? Rồi. Đúng không vậy? Nhớ là tôi gọi đúng mà. À quên, return cái phải có cái arrow đây nữa, đúng không? Rồi. Arrow nè. Return name trước coi, này là con chó nữa mới đúng. Rồi ok, rồi vậy thì trong cái này mình ví dụ như mình khi mà vô cái API này, đầu tiên là mình in cái log ra đi ha,
ft.ring. Rồi. Hello. Phần gì đẹp? Ok, đây là một ring cái lock ra. Rồi, và mình return về nên luôn, không có sự return gì hết. Rồi ha, ok. Cái này là một cái hàng ghép bình thường thôi. Rồi. Clear mấy cái này đi ha. Rồi. Đây, chạy lên cái demo này lên. Go run đúng không? Main.go. Đấy, mình thấy nó lên rồi nè. Đã lên cái bọt này rồi nè, thấy chưa? Rồi, bây giờ mình thử ha. Thử mình gọi cái API sheet coi nó ra gì nè. Localhost 2999 sheet. Đấy. Rồi. Nó in ra được cái dòng Hello phần gì đẹp rồi. Không. Mà ví dụ như bây giờ ở đây mình return về cái string send string là hello my fan hello my fan. Rồi. Ok. Và mình chạy lại, mình lên lại cái framework này. Chạy lại cái service ha. Rồi ok. Múc. Đây, các bạn thấy chưa? In ra cái test hello my friend ở đây rồi nè. Đấy. Đấy, thì đây là cái giới thiệu cơ bản demo về cái cách mà mình dựng lên một cái web service bằng cái web framework Fiber ha. Rồi ở những video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn, cụ thể hơn, đi sâu vào những cái tính năng bên trong Fiber này cách chi tiết hơn nhiều. Ở video giới thiệu này thì mình tạm thời mình chỉ dừng lại ở chỗ là Hello World này thôi nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp.